tập trung niệm Phật. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Các bạn này là hôm trước đã đây chưa? Em có đi không? À có đi rồi nhỉ. Thì hôm trước là đang nghe giảng về cuộc đời Đức Phật, Đức Phật và Phật pháp. Đến cái lúc mà Thái tử Tất Đạt Đa đi xuất gia. Hôm nay sẽ tiếp tục cái bài tiếp theo. Đó là về từ cái giai đoạn Thái tử Tất Đạt Đa đi xuất gia và tu hành và thành Phật. Nếu mà một người muốn tìm hiểu về đạo Phật thì mình không thể bỏ qua cái lịch sử về Đức Phật. Nếu mà một người mình mà không hiểu được cái sự thành đạo của Đức Phật, cái quá trình tu hành và thành đạo của Đức Phật ấy, thì sau này mình sẽ có những cái niềm tin nó rất là sai trái, những cái niềm tin nó bị lệch lạc, là mình cái sự hiểu biết của mình nó sẽ là hiểu biết sai về Phật pháp ấy, sẽ không biết cái sự ra đời, cái gốc tích ra đời của đạo Phật như thế nào, rồi mình cũng sẽ không hiểu được cái lời dạy của Đức Phật như thế nào, cái mục đích của đạo Phật là muốn dạy con người ta làm cái gì. Vậy là một người mà quy y trở thành Phật tử thì cần phải thực hành cái gì và mình làm cái gì cho nó đúng với lời dạy của Đức Phật. Chứ còn những cái hình thức của đạo Phật ở bên ngoài thế gian ấy, thì nếu mình mà nhìn theo cái hình thức đấy mình hiểu đạo Phật thì mình sẽ hiểu sai hết. Thì có rất nhiều những cái tín ngưỡng thế gian là chỉ là chiều theo cái ý thích của những người mê tín, những người si mê. Cho nên là có rất nhiều những cái hình thức lễ bái, cúng kiến, cầu xin, mà những cái đấy lại không nằm trong những cái giáo pháp của Đức Phật, không hề có trong, tức là Đức Phật không bao giờ dạy những cái điều đấy. Nhưng mà do cái thế gian, đấy là những cái pháp thế gian ảnh hưởng ở trong các ngôi chùa, cho nên là người ta tưởng là đấy là cái giáo pháp của đạo Phật. Nhưng mà thực ra giáo pháp của đạo Phật rất là khác, nó rất là thâm sâu. Cái giáo pháp của đạo Phật giống như là một cái hệ thống triết lý, một cái hệ thống triết học rất là thâm sâu, và cần phải có cái sự học hỏi một thời gian rất là dài thì mới có thể nắm được, mới có thể hiểu được cái lời dạy của Đức Phật. Đấy chỉ là lời dạy của Đức Phật ấy, mà đã cần phải có sự nghiên cứu, học hỏi thì mới hiểu được. Sau đó này, còn nếu mà thực hành được những lời dạy của Đức Phật thì nó lại là một cái vấn đề cao hơn nữa, nó rất là cao thượng hơn nữa. Chỉ có những người có được một cái trí tuệ rất là sâu sắc mới có thể hiểu đúng và thực hành đúng cái lời dạy của Đức Phật. Còn đại đa số mọi người thì chỉ thực hành hiểu sai và thực hành những cái pháp rất là sai trái. Nó chỉ là những cái tín ngưỡng thế gian mà nó có ảnh hưởng ở trong những cái sinh hoạt ở trong các ngôi chùa, chứ không phải là cái giáo pháp giải thoát của Đức Phật. Bây giờ là cái phần tiếp theo là Đức Phật và Phật pháp. Nghĩa là mình phải hiểu về Đức Phật, sau đó mình hiểu về giáo pháp của Đức Phật, cho nên gọi là Đức Phật và Phật pháp. Đây là cái sự đi xuất gia tầm đạo. Khi mà một cái vị Bồ Tát hay là một cái vị này là Thái tử Tất Đạt Đa sinh ra ở trong cái cung vua, con vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Man Gia ở nước Ca Tỳ Na Vệ thuộc đông bắc Ấn Độ. Khi mà lớn lên, sau khi mà đi dạo chơi, thấy bốn cái cảnh tượng sinh già bệnh chết, đấy là cái động lực, đấy là cái ý chí nó thúc đẩy cho cái vị này nhàm chán thế gian. Khi này vị này nhìn thấy một người già thì vị này cảm thấy nó ngạc nhiên, và vị này cảm thấy nó có một cái sự kinh cảm, rúng động thân tâm, bởi vì vị này
Thì lúc đầu từ nhỏ đến lớn chỉ sống ở trong cung vua, sống một cái đời sống sung sướng, không có nhìn thấy cái cảnh khổ bao giờ. Mà lần đầu tiên nhìn thấy một cái người già lõm khọng, tóc bạc, răng nhăn, lưng còng, chân đi thì run rẩy. Và cái vị này cảm thấy nó ghê gớm, vì vị đấy có cái trí tuệ biết rằng sau này mình cũng sẽ già như vậy. Mình cũng sẽ già, mà cái tuổi già nó đến thì nó cũng rất là nhanh. Thoáng qua thì cái tuổi trẻ nó thoáng qua một cái là tuổi già nó sẽ đến ngay. Vị này cảm thấy kinh cảm. Khi mà nhìn thấy một người bệnh thì cái mức độ kinh cảm nó sẽ cao hơn. Cảm thấy cái con người ta khi mà trở nên có bệnh tật rồi thì mọi cái nó trở thành vô nghĩa hết. Cái lúc mình còn có một chút sức lực, còn có một chút sức khỏe thì mình cố gắng đi làm để mình tích góp, mình tích lũy, để mình có được cái này, mình tìm kiếm cái này, mình gom góp được cái này, xây dựng cái kia. Nhưng mà đến lúc mình bận một cái, mình thấy những cái đấy nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cái lúc mình khỏe thì mình muốn nó càng nhiều càng tốt, càng nhiều tài sản, càng nhiều của cả, càng nhiều cái vật chất càng tốt. Mình phung phí cái thời gian, phung phí cái sức lực là những cái việc đó. Nhưng mà đến lúc mình có bệnh một cái, mình thấy nó những cái đấy là vô nghĩa. Cho nên người ta sẵn sàng đánh đổi hết, người ta phải bán bỏ hết tất cả những cái tài sản đấy để mà chữa cho nó lành bệnh. Mà không lành được bệnh thì phải chết. Và đến khi chết thì ra đi bằng hai bàn tay trắng, tuyệt đối không thể mang theo được những cái mình yêu quý. Tuyệt đối mình không thể mang theo được tài sản, mình không thể mang theo được người thân đi cùng. Thế là mình phải ra đi một mình, ra đi với hai bàn tay trắng, để lại tất cả những cái gì mà mình yêu quý nhất. Ngay cả cái xác thân này nó cũng sẽ trở thành cái thức ăn cho giỏi bỏ, nó không còn là của mình nữa. Và lúc đấy mình phần mới thức tỉnh thì nó đã quá muộn. Lúc đấy mình mới đành lòng phải buông bỏ tất cả mọi thứ, để nhắm mắt xuôi tay và ra đi mà chẳng biết đi đâu cả. Thì vị Thái tử Tất Đạt Đa đã giác ngộ ra cái sự thật của cuộc đời. Đó là có sinh ra thì phải có già, có bệnh và có chết. Vậy thì dù vị đó đang là một vị hoàng tử, và tương lai của vị đó sẽ là một vị vua, một vị vua một cái đất nước rất là hùng mạnh, vị đó có cung vàng điện ngọc, cũng có quyền lực, có tài sản, nhưng mà vị đó sẽ tự nhiên cảm thấy mọi thứ trở nên vô nghĩa khi nhìn thấy những cái cảnh già bệnh chết đấy. Đây là một cái thường những cái người có trí tuệ người ta thức tỉnh rất là nhanh, còn những cái người si mê ở thế gian thì người ta không thức tỉnh được, nói mà nói mãi không thức tỉnh. Người ta vẫn cứ tưởng rằng đời này còn trẻ, còn khỏe lắm, còn lâu dài lắm. Người ta cứ nghĩ là mình còn mạnh mẽ lắm, người ta cứ nghĩ là mình còn trẻ lắm, người ta cứ nghĩ là mình còn sống lâu lắm. Nhưng mà đến lúc cái chết có đến ập đến bất ngờ cái trở tay không kịp. Lúc đấy mình ra đi chẳng có tí công đức nào, chẳng tu tập được cái thiện pháp nào, và mình sẽ phải đọa về cái cõi khổ. Khi mà đến chết xuống rồi, thường thường là những cái người mà có phước ấy, thì được gặp Diêm La Vương, thì ông Diêm Vương thường thường sẽ hỏi năm điều. Ông bảo là khi mà còn sống ấy, cái lúc ở trên trần gian ấy, ta có cho các cái vị thiên sứ lên đấy để báo cho mọi người tu tập những cái thiện pháp. Vậy ngươi có gặp các vị thiên sứ của ta không? Thường thường là những cái vị mới chết bảo không có thấy thiên sứ nào ấy. Lúc đấy người mà, những cái người mà làm những việc tội lỗi thì xuống dưới địa ngục này. Các vị vua Diêm Vương người ta mới hỏi tại sao mình không, ngươi không làm việc thiện để được sinh lên thiên giới, tại sao ngươi lại phải làm việc ác để đọa xuống đây? Và những cái vị này bảo chúng tôi đâu có biết là khi chết này lại có cái cõi địa ngục thế này nhỉ? Chứ biết mà có địa ngục thế này, chúng tôi đã làm việc thiện, chúng tôi đã tu tập, chúng tôi đã tạo công đức, chúng tôi chẳng lại gì mà phải đi làm việc bất thiện để bây giờ phải xuống đây. Và sao có địa ngục thế này mà các vị không báo cho trần gian người ta biết? Thì ông Diêm Vương luôn nói rằng ta có cho các vị thiên sứ nên nó thông báo, mà tại ngươi không có mắt để mà thấy. Mà lúc ấy Diêm Vương bảo thế ngươi có thấy một người già không? Và tôi có thấy, và đấy chính là thiên sứ mà ta gửi lên đó.
ngươi nhìn thấy một người già thì ngươi phải thức tỉnh, ngươi phải biết ngày mai mốt ta cũng già, bây giờ ta còn trẻ, ta phải cố gắng làm cái việc thiện, đừng có để vui, đừng có phóng túng, đừng có phung phí cái sức lực thời gian. Đấy là người không có trí tuệ, cho nên là người không biết, không nhìn thấy. Thế mà Diêm Vương lại hỏi cái người có thấy một người bệnh không? Bảo tôi có thấy, đấy là thiên sứ thứ hai của ta gửi lên đó. Những người mà có trí tuệ thì người phải biết rằng là mai mốt ta cũng sẽ bệnh như vậy, cho nên bây giờ ta còn sức khỏe thì ta cần phải làm những cái việc đáng làm, ta phải tu tập. Đến lúc có bệnh rồi, có muốn tu tập, muốn làm việc thiện cũng không làm được nữa. Và người không có trí tuệ mà không thấy. Thế ông lại hỏi, thế ngươi có thấy một người chết không? Và tôi có thấy. Và đấy là thiên sứ thứ ba mà ta gửi lên đó. Người có trí tuệ, người phải biết là mọi người sinh ra phải chết, thì mình sinh ra mình phải chết. Bây giờ mình còn sống được ngày nào, mình phải tận dụng cơ hội, tận dụng cái cuộc sống này để mình làm những cái thiện nghiệp, mình tu tập công đức. Để mai mốt có chết thì mình khỏi phải ân hận chứ. Người đúng là có mắt mà không có thấy. Những cái thiên sứ mà ta gửi lên, hay là ông lại hỏi là thế ngươi có thấy những đứa trẻ nó được sinh ra không? Được, có thấy. Đấy cũng là thiên sứ mà ta gửi lên đấy. Nếu ngươi có trí tuệ thì ngươi phải biết rằng là con người ta sinh chết đi rồi lại tiếp tục sinh ra rồi lại chết đi. Đấy là ở trong cái vòng sinh tử luân hồi bất tận như vậy. Cho nên là ngươi có trí tuệ, ngươi phải nhàm chán cái sự sinh tử để cầu cái đạo xuất thế, cái đạo giải thoát chứ. Ngươi đúng là có mắt mà không có thấy những cái thiên sứ của ta. Rồi ông lại hỏi tiếp là ngươi có thấy những cái người mà người ta làm việc bất thiện thì người ta phải bị đi tù đầy, bị trói tân, trói tay, bị gông, bị cuồng, bị mang ra chém đầu, mang ra xử bắn, bị tử hình, bị trung thân, bị tù tội không? Nên là cái vị này bảo có, tôi có thấy những người này. Và đấy cũng là thiên sứ mà chúng ta muốn nhắc nhở các ngươi rằng là ai làm việc tội là cũng sẽ bị trừng phạt hết. Đấy là cái nhân quả sống ngay cái cuộc sống hiện tại nó cũng còn có cái nhân quả công bằng. Ai làm việc tốt thì được mọi người tán thưởng, ai làm việc bất thiện thì bị mọi người trừng trị. Cũng vậy, thì bây giờ có những cái ác nghiệp mà trên thế gian không trừng trị thì xuống dưới phủ này sẽ bị trừng trị. Cho nên đấy là những thiên sứ của ta. Cho nên người nào có trí tuệ thì đã giác ngộ, đã hiểu biết, đã nhận thức, cho nên người ta tránh, người ta biết ghê sợ những cái việc tội lỗi, người ta yêu thích, người ta ưa thích làm những cái thiện nghiệp, nên người ta thích thú trong những cái việc tu tập theo chánh pháp, người ta mong cầu cái giải thoát giác ngộ. Đấy mới là người có trí tuệ. Nếu khi mà bị Diêm Vương bị hỏi cả năm cái câu hỏi đấy, mà một cái người nào mà không có thức tỉnh, không giác ngộ ra được thì sẽ ném thẳng vào địa ngục để cho thiêu đốt ở trong đấy, có thể là 100 năm, 1.000 năm, 100.000 năm, rất là lâu dài ở trong địa ngục, hết cái nghiệp thì mới được thoát ra. Cho nên đây là, và đây là có một cái người mà thức tỉnh nhanh nhất khi mà nhìn thấy các vị thiên sứ của Diêm Vương, thấy một người già, một người bệnh, một người chết một cái là thôi về nhàm chán luôn, vứt bỏ luôn cả cái cung vàng. Lúc đấy cái ngôi vàng, cái ngai vàng sẵn sàng vứt bỏ đi, giống như người ta vứt bỏ một đôi dép rách ấy, không có duyên tiếc một tí nào cả. Từ đã hết mọi thứ, cưỡi trên ngựa kiền trắc lao ra khỏi hoàng cung, thế là trốn đi, chứ ông vua cha nào không cho đi, tất cả những người thân không cho đi. Mà đúng cái ngày hôm đấy thì cái người vợ đã dù đà na sinh người con trai na ồ na, và lúc đấy thì cũng bị hoàng tử tất đặt đà bị than lên một câu này. Đây là một chướng ngại, cái con này là sợi dây trói buộc, là cái sự chướng ngại cho ta, ta phải đi ngay, nếu không nó lớn lên thì nó sẽ ràng buộc, ta không thể nào đi được, là bị nó ra đi ngay trong cái đêm hôm đấy. Và cũng cái đêm rằm tháng 2 âm lịch, trăng sáng bằng bạc, giữa đêm khuya thái tử Tất Đạt Đà đã vượt hoàng cung ra đi và đến trên cái bờ sông Aloma. Là lúc đấy là trời bắt đầu rạng đông, tảng sáng này, đi suốt đêm hệ quang được cái đất nước Ca Tỳ Na Vệ và đến cái đất nước Ma Kiệt Đà bên cái dòng sông Aloma. Thái tử Tất Đạt Đà đưa cầm cái con dao đưa lên và cắt nó phân cái mái tóc của mình. Và cái lúc này thì
ở trên hư không này có một cái vị Phạm Thiên, vị đứng đấy mà vị lấy luôn cái mái tóc này, vị khi mà Thái Tử Thất Đạt Đa buông cái mái tóc này ra, có cái vị Phạm Thiên này, vị nâng cái mái tóc vị đưa về cái cõi sắc thiếu cánh thiên, ở cái cõi trời Phạm Thiên ấy, và thờ, vị xây một cái tháp bằng châu báu và thờ cái mái tóc này. Bây giờ cái mái tóc này vẫn còn được thờ ở cái cõi Phạm Thiên. Thấy cái vị Phạm Thiên có bốn đầu này. Thế rồi mình này đã bỏ hết tất cả những cái đồ trang sức của một vị hoàng thái tử đưa cho Sa Lạc mang về, vị này mình đi vào trong rừng và tu hành. Và cái lúc đầu ấy, vị thái tử Tất Đạt Đa này đi tu là cũng nghĩ đến cái chuyện phải đi tìm những cái vị thầy, những cái vị thầy nào giỏi, những cái vị thầy nào nổi tiếng thì để học đạo học pháp. Lúc đầu là tìm đến một cái vị thầy, tức là một cái vị đạo sĩ. Cái vị này cũng tu ẩn ở trong rừng và thực hành thiền định, đạo sĩ Sanara Karama. Đạo sĩ Karama này là một cái vị tu chứng được đến cái tầm thiền vô sở hữu xứ. Vị này cũng là một trong những cái vị thực hành cái pháp thiền cũng giỏi, chứng đến cái tầng thiền thứ bảy vô sở hữu xứ. Mà Thái Tử Tất Đạt Đa vị Bồ Tát này đến đấy học đạo chỉ học trong một thời gian rất là ngắn, chỉ có mấy ngày là đã chứng đắc được ngang với thầy rồi. Và lúc ấy lên trình pháp với vị thầy nói rằng là quả thật rằng là hiền giả cũng đã chứng đắc được những cái pháp mà ta chứng đắc, bây giờ ta như thế nào thì ngài cũng như thế đấy, ta chứng cái gì thì ngài đã chứng được cái đấy, ta với ngài thì là ngang bằng với nhau rồi. Bây giờ xin mời ngài ở lại đây và ta sẽ chia cho ngài một nửa cái đệ tử này. Ta cái vị này có tới 500 cái người đệ tử đang học thiền, cái vị thầy. Và lúc này bên vẫn nói với vị Sa Môn Tất Đạt Đa là hãy ở lại đây để làm thầy dạy cho các cái học trò này tu tập cái pháp thiền đấy, hai chúng ta cùng dẫn dắt cái hội chúng này, chia nhau ra mỗi người dẫn dắt 250 đệ tử để học thiền. Nhưng mà Thái Tử vị Sa Môn Tất Đạt Đa đấy mới nói rằng cái pháp này rồi cuối cùng nó sẽ đi đến đâu, vì cái pháp thiền định nó chỉ có đè nén được phiền não mà nó không diệt trừ được phiền não. Đến một lúc nào đó cái pháp thiền nó hết thì phiền não nó sẽ sinh khởi trở nặng, phiền não nó sinh khởi trở nặng thì lại tiếp tục ở trong cái vòng luân hồi sinh tử chứ chưa đạt được cái sự giải thoát hoàn toàn. Và Sa Môn Tất Đạt Đa này không hài lòng với cái pháp thiền này, cho nên là từ biệt cái vị thầy thứ nhất tiếp tục đi tìm các cái vị thầy khác. Thế nên vị Sa Môn đã đến học đạo với một cái vị thầy thứ hai là đạo sĩ Udaka Ramabhuta. Cái vị đạo sĩ này thì chứng được đến cái pháp thiền phi tưởng phi tưởng xứ, cũng là một cái tầm thiền cao nhất của cái pháp thiền định là phi tưởng phi tưởng xứ. Và ngài cũng học thiền trong vòng có vài hôm là ngài đã đắc được cái pháp thiền phi tưởng phi tưởng xứ này. Và lúc đấy đến trình bày với vị thầy thì vị thầy nói rằng là này hiền giả, bây giờ hiền giả đã chứng đắc ngang bằng với ta rồi, ta như thế nào thì hiền giả đã chứng đắc được như thế vậy. Hai chúng ta bây giờ là cái đạo lực là bằng nhau rồi, cái đạo hạnh là bằng nhau, cái sự chứng đắc là bằng nhau. Vậy thì bây giờ hiện giả hãy ở lại đây và ta nhường tất cả cái hội chúng này, ta nhường cho tất cả những cái đệ tử này để cho ngài làm thầy, ngài tiếp tục dạy bảo họ. Và lúc đấy thì vị Sa Môn Tất Đạt Đa mới nói rằng là cái pháp này thì nó cũng chỉ là cái pháp giải thoát tạm thời, nó cũng chưa phải là cái pháp giải thoát tuyệt đối, bởi vì cứ lúc nào mà ngưng hành thiền thì phiền não tham sân si nó lại khởi lên, cứ lúc nào hành thiền thì cái phiền não tham sân si nó được đè nén, còn cứ ngưng hành thiền cái thì phiền não tham sân si nó khởi lên. Mà cái mục đích của tôi là muốn đi tìm một cái phương pháp làm sao mà phải diệt trừ được tuyệt đối cái phiền não tham sân si, cắt đứt hẳn được những cái phiền não tham sân si thì tôi mới hài lòng. Thế là cái vị thầy này rất là hoan hỉ, và ngài đúng là một cái bậc phi phàm của thế gian. Nếu như ngài mà tìm được cái phương pháp có thể đoạn trừ được tất cả những phiền não ấy thì hãy quay trở lại đây để độ cho chúng tôi. Chúng tôi rất là mong muốn cái điều đó, nhưng cái trình độ
nên chỉ có được đến mới chỉ tu tập được đến cái mức độ như thế này thôi, mới chỉ tu tập được đến cái mức độ để chứng đắc thiền định thôi, chứ chưa có cái phương pháp để có thể phát triển được cái thiền tuệ để tiêu trừ được phiền não. Tức là các cái vị đạo sĩ này là tu chứng đắc được thiền định, mà cái năng lực của thiền định là nó khống chế được phiền não, nó khống chế được các cái tâm tham sân si. Tức là cứ lúc nào nhập vào trong định là tâm nó rất là thanh tịnh, nó rất là an lạc, nó rất tự tại. Nhưng mà cứ một thời gian mà không hành định nữa thì bắt đầu những cái tâm lý tham sân si nó lại khởi lên như bình thường. Đấy là cái vấn đề của thiền định là như vậy. Nhưng mà cái đạo sĩ Tất Tà Đa này thì muốn đi tìm một cái phương pháp tu tập mà làm sao mà cắt đứt hoàn toàn được các cái phiền não tham sân si thì mới hài lòng, chứ không hài lòng ở cái mức độ là đè nén phiền não tham sân si. Và tiếp tục lên đường, tiếp tục lên đường đi tìm những cái vị thầy khác. Thì khi mà đi, vị này cứ đi đến nơi này nơi khác, rồi đi từ làng này sang làng khác và hành đạo ở các nơi. Trên đường vừa đi tầm thầy học đạo, vừa tự mình tu tập, và hàng ngày vẫn đi khất thực, vẫn đi vào trong thành khất thực. Và cái lúc này thì vị này đã đến cái xứ sở của một cái vị vua Tần Bà Sana. Thế là vua Tần Bà Sana nghe nói rằng là có một vị sa môn vốn thuộc cái dòng tộc Thích Ca, là một cái vị hoàng tử con vua Tịnh Phạn, đã từ bỏ cái ngai vàng để đi xuất gia trở thành một vị đạo sĩ và đang tu tập ở trong cái quốc độ của chúng ta. Cái lúc này ông vua Tần Bà Sana ông mới thắc mắc. Ông bảo không có cái cớ gì, không có cái lý do gì mà một cái vị hoàng tử, một vị thái tử sắp sửa lên kế nghiệp vua cha mà lại từ bỏ cái sự nghiệp vinh quang huy hoàng như vậy để trở thành một vị sa môn hàng ngày ôm bát đi xin ăn khất thực. Ông vua này ông nghĩ là chắc là có cái chuyện gì đấy ở trong hoàng cung, có cái sự tranh chấp quyền lực, có cái sự đấu đá lẫn nhau, cho nên là ông này ông mới chán đời hay là ông thất thế gì đó mới bỏ đi tu. Cho nên là ông mới tìm đến, ông mới hỏi là cái nhà vua ông đang quỳ ở dưới này, mà thưa ngài, tình hình đất nước của ngài ở trong cung vàng, trong cung vua có vấn đề bình biến gì, có cái gì rối loạn, có cái gì tranh chấp lẫn nhau, có cái sự nó xảy ra cái sự kiện gì mà ngài lại phải từ bỏ đất nước, từ bỏ ngôi vàng để đi xuất gia tu tập như thế này. Ngài có muốn tôi giúp một tay để cần, giống như là ông này ông muốn đến hỏi han cái tình hình cái đất nước đấy nó có vấn đề gì không. Thì lúc đấy sa môn Tất Đạt Đa này mới nói hoàn toàn là không có những chuyện đó, không hề có những cái chuyện tiêu cực chán đời, không phải là vì cái vấn đề mà trong nội bộ hoàng cung có binh biến, có xảy ra loạn lạc chiến tranh mà tôi đi xuất gia. Mà đây là hoàn toàn cái tâm nguyện là muốn đi tìm con đường giải thoát khổ đau sinh tử, vì muốn đi tìm con đường giác ngộ. Và đây là cái tâm tự nguyện, tôi hoàn toàn là một cái người tự nguyện muốn đi tu nguyện để giải thoát khổ đau. Và trong một cái cuộc trao đổi như vậy thì ông vua Tần Bà Sana này ông ấy mới giải đáp được tất cả những cái hoài nghi thắc mắc. Ông ấy bảo thật sự đây cũng là một cái người có một cái chí nguyện muốn tầm cầu học đạo, đây là một cái người phi thường, một cái ý chí của một bậc thánh, một cái bậc thánh cao thượng, chứ không phải là cái tâm của những cái người bình thường. Cho nên ông vua Tần Bà Sa Na có cái lời thỉnh cầu: thưa ngài, vậy nếu như ngài tìm ra được cái con đường giác ngộ, tìm ra được cái con đường giải thoát, thì ngài hãy quay trở về đây để độ cho tôi, độ cho tất cả những cái thần dân ở trong cái đất nước Ma Kiệt Đà này được tu tập dưới cái sự chỉ dạy, dưới cái sự giáo pháp của ngài. Và lúc đấy Sa Môn Tất Đạt Đa đồng ý, có nhận cái lời thỉnh mời đấy và tiếp tục ra đi để tu tập. Và cái lúc này vì này là chưa có đắc đạo, cho nên là vẫn còn đang đi tu hành tiếp. Thì đi đến đạo sĩ lúc đấy là vị đó trở thành một vị sa môn, một vị tu sĩ gọi là đạo sĩ Tất Đạt Đa, gọi là sa môn Gotama, đã đi đến cái bờ sông Ni Liên Thiền.
bên cạnh cái bờ sông đấy nó có một cái khu rừng rậm, nó có rất nhiều cây cối, và những cái cây cối nó rất là tốt, những cái cây cổ thụ nó hàng trăm năm, hàng mấy trăm năm, nó rất là lớn. Vị này nói là đây là một cái nơi rất là lý tưởng để tu luyện. Và bây giờ đã đi rất nhiều nơi nhưng không còn một cái vị thầy nào có đủ cái năng lực để giảng pháp cho mình nữa. Tức là trong cái đất nước đấy là có hai cái vị thầy giỏi nhất đã chứng được cái pháp thiền định kia, còn ngoài ra không còn những cái vị thầy nào giỏi hơn nữa. Cho nên là cái con đường tu tập này phải tự mình tu luyện, tự mình tìm ra con đường giải thoát, tự mình tìm ra con đường giác ngộ, chứ không còn mong chờ nương tựa hay là mong chờ có một ai dạy bảo cho mình tu tập. Cho nên là vị Samgotama này đã thực hành, đã ngồi tại ở cái bờ sông Niên Thiền đấy để thực hành hành thiền ở đấy. Thì lúc đấy có năm anh em ông Kiều Trần Như thì cũng là những cái người ở trong cái đất nước Ca Tỳ Na Vệ, nghe nói là vị Tất Đạt Đa, Thái tử Tất Đạt Đa đến đây tu hành, cho nên năm cái người này cũng đến đây xin được đi theo để tu tập, với cái mục đích là muốn là hỗ trợ. Thứ nhất là hỗ trợ, thứ hai nữa cũng là cái sự bảo vệ, bởi vì đây là một vị thái tử của con vua mà đi tu thì cũng cần phải có những cái người thân, có những cái người đi theo để hỗ trì, đi theo để bảo vệ thái tử, và cũng là cùng tu tập luôn. Cũng là cả năm cái ông anh em Kiều Trần Như này cùng với thái tử Tất Đạt Đa đều tu tập ở dưới đó, là tự mình tu tập. Và cái lúc đầu là tu tập cái pháp khổ hạnh, tu tập pháp khổ hạnh chỉ còn da bọc xương không, người mòn sơ sát như vậy, mỗi người ngồi một gốc cây, năm cái người kia mỗi người một gốc cây. Đây là Samon Gotama, thái tử Tất Đạt Đa cũng ngồi dưới một cái gốc cây này tu. Thì cái lúc này các vị này là tu cái pháp thiền giống như là cái pháp thiền của ngoại đạo bây giờ, nín thở, tức là hít thở vào xong là nín một cái thời gian thật là dài, xong bắt đầu mới thở ra, giống y như người ta luyện khí công, luyện yoga. Thì cái thời đấy mà cái pháp luyện yoga của Ấn Độ cũng rất là thịnh hành, cho nên là thái tử Tất Đạt Đa này từ nhỏ đã được học cái pháp, cái kinh Vệ Đà. Mà cái kinh Vệ Đà người ta cũng dạy những cái pháp tu luyện về khí công, cái pháp tu luyện về khí công người ta dạy rất nhiều. Và lúc đấy ngoài những cái pháp đấy ra chẳng biết tu cái pháp gì cả, cho nên thái tử Tất Đạt Đa 6 năm liền cứ tu luyện cái pháp nín hơi thở, cứ hít thở vào, nín nó vào ở đan điền, cho đến khi nào không thể chịu được nữa mới thở ra, nín thở. Và lúc đấy vị này nghĩ là người ta phải khống chế cái tâm thức bằng cái cách cột nó vào, dùng cái pháp nín thở như vậy kìm nén cái tâm, những cái phiền não tham sân si, làm cho những phiền não đấy nó không khởi lên. Nhưng mà trải qua một thời gian dài các phiền não nó vẫn khởi lên vì nó không khống chế được. Lấy tâm đối trị tâm, đây là cái phương pháp là chế ngự tâm, diệt trừ phiền não nhưng không thành công. Chế ngự tâm nhưng mà phiền não nó vẫn khởi lên, không có thành công. Vị này dùng đến phương pháp hành thiện nín thở để diệt trừ phiền não nhưng nó vẫn không thành công, phiền não nó vẫn khởi lên, dù có nín thở mấy thì nín thở bao nhiêu cái công sức bỏ ra cũng uổng phí. Và đến cái phương pháp thứ ba là tuyệt thực. Vị này lúc đấy mới nghĩ rằng là có lẽ là cái thân này mình còn cho nó ăn, mình còn bồi dưỡng cho nó thì những cái tham dục sân hận si mê nó còn sinh khởi. Vị này nghĩ là nó giống như là một cái cây ấy. Nếu bây giờ mình còn chăm sóc cho nó thì cành lá nó còn sinh ra, còn nếu bây giờ mà mình để cho nó khô keo đi thì cành lá nó không sinh ra nữa. Vị này nghĩ vậy, cái thân này vậy, nếu bây giờ mình còn để cho nó được ăn những cái thực phẩm ngon, cho nó hưởng thụ những cái vật thực thì những cái phiền não tham sân si nó cũng vào nương vào đấy nó sinh ra. Bây giờ mình nhịn ăn đi để cho nó khô héo đi, chắc là phiền não nó sẽ hết. Và lại thực hành cái pháp tuyệt thực này. Lúc đầu thì định là tuyệt đối không ăn, nhưng mà về sau vị này cũng chỉ ăn một chút xíu, vì không ăn thì không duy trì được nặng sâu, cho nên vị này chỉ ăn một chút xíu, mỗi ngày chỉ lấy tay nắm một nắm hạt mè ở trong bát bỏ vào miệng và chỉ ăn một nắm đấy thôi, một nắm hạt mè đủ để nuôi sống trong cả ngày.
Chính vì đi ăn như vậy cho nên thân thể nó trở nên gầy mòn. Mà thân thể nó gầy mòn như vậy nhưng mà vẫn không đắc đạo, tham sân si nó vẫn còn, phiền não nó không hết. Nên là chứng tỏ là cái pháp tu này để không đi đến đắc đạo được, chứng tỏ là pháp tu này là pháp tu sai. Đấy là về sau vị Thái tử Tất Đạt Đa, anh nghe được một cái tiếng đàn của cái, một cái vị chư thiên, vị mang một cái tiếng đàn đến bị đánh, bị gảy. Và cái cây đàn này nó có ba dây. Cái dây thứ nhất là nó rất là trùng, và là thì cái tiếng đàn nghe nó không có hay. Cái vị chư thiên bị đánh cái tiếng đàn thứ hai thì nó rất là căng. Cái dây nó căng quá thì tiếng đàn nó cũng không thành cái âm thanh. Và đến một cái dây thứ ba là nó ở cái mức vừa vừa, không căng không trùng, thì nó phát ra những cái âm thanh vi diệu, nó rất là hay. Thế là cái vị Sa Môn này nghe thấy cái tiếng đàn đấy như sự ngộ này, và là mình cũng giống y như cái tiếng đàn này. Khi mà mình quá trùng, tức là cái sự thực hành mà quá yếu, thì nó giống như cái tiếng đàn trùng, nó không có hay. Nếu mà sự thực hành quá mạnh mẽ, tức là nó quá căng thẳng, thì nó giống như cái dây đàn nó quá căng, thì cũng không thể đắc đạo được. Mà cần phải thực hành trung đạo, giống như cái dây đàn vừa vừa, nó không căng không trùng, thì mình nhất định sẽ đắc đạo. Chính vì nghe được cái tiếng đàn đó mà cái vị Sa Môn này quyết định từ bỏ cái đời sống khổ hạnh này, và lúc này bắt đầu đi phát thức di đàn này. Đây là đến cái gốc cây đa này đang ngồi thiền, thì lúc đấy có một cái người phụ nữ này. Cái người phụ nữ này gọi là cái bà Sutacha. Cái bà Sutacha này trước kia bà ấy là một cái người phụ nữ không có con, và bà ấy đi cầu tự ở các nơi, bà đi cầu xin thần thánh hay ban cho tôi một đứa con. Rồi một lần ấy, bà ấy đến cái gốc cây đa này, bà khấn một cái vị thần ở gốc cây đa này, bà mong thần hãy phù hộ cho con có được đứa con trai. Rồi sau đó bà về thì bà lại sinh ra được một đứa con. Khi mà bà sinh ra được một đứa con ấy, thì cứ mỗi một năm vào cái ngày rằm tháng tư, bà mới đến cái gốc cây đa này, bà dâng những cái lễ vật rất là thơm ngon. Đây là cái món cơm mà nấu với lại sữa, cái món cơm là trộn sữa này, anh em đến đây bà dâng với gốc cây đa. Thì hôm đấy Sa Môn Gotama này đi du hành, đi phát thực, và đến cái gốc cây đa này mà ngồi thấy để hành thiền, thì bà này mà mang cái món này mà đến bà dâng cúng, thì bà lại tưởng đây là vị thần đa hiện ra. Bà nghĩ là đây là vị thần này linh ứng quá hiện ra để thọ nhận cái món này, bà đến mà xin ngài hãy thọ nhận cái món cơm trộn sữa đây. Và đây là cái đĩa đựng cơm, nhưng mà cái đĩa này bằng vàng nguyên khối luôn này. Cả cái đĩa cơm bằng vàng nguyên khối để, tức là bà rất là thành kính cung kính cái vị thần đa, vì bà tạ ân vì thần đa ban cho bà đứa con. Cho nên là vị Sa Môn Tất Đạt Đa đã nhận cái đĩa này, ăn hết cái phần cơm này. Thì này ăn uống cái bình thường cho nó khỏe mạnh. Và khi mà năm anh em ông Kiều Trần Như ông mới thấy là khổ, cái vị Sa Môn Gotama bây giờ ấy, thì ăn ngon rồi, không có chịu tu hành khổ hạnh nữa. Thế là năm anh em ông này mới bảo là chắc là ông ấy tu mãi không đắc đạo nên là ông ấy chán rồi. Bây giờ ông ấy lại quay lại cái đời sống hưởng thụ như ngày xưa. Vậy chắc ông tu không đắc đạo được. Vậy là năm cái ông này bỏ đi hết, năm cái anh em Kiều Trần Như bỏ hết đi cho ông này ở một mình. Không có hiểu, cứ tưởng là ông này đã chán tu, ông ấy sắp bỏ tu đời sống tu hành đến nơi đâu, vì thấy ông ấy không tu khổ hạnh nữa mà ông ấy ăn toàn những cái món ngon thôi. Đây là năm cái vị kia bỏ đi chỗ khác. Đây là cái cảnh là diễn tả này. Đây là Sa Môn Tất Đạt Đa đang tu khổ hạnh này, thì nghe được cái tiếng đàn này. Đây là có vị chư thiên bị đánh đàn. Lúc cái vị chư thiên đánh đàn thì chỉ có Sa Môn Tất Đạt Đa mới nghe được, còn những cái vị này không có nghe được, những cái vị này còn là cái người phàm. Nhưng mà Sa Môn Gotama lúc ấy là Bồ Tát. Cái vị Bồ Tát này thì vị vẫn có được cái thiên nhãn để thấy được các vị chư thiên, vẫn có thể giao tiếp được các cái vị chư thiên, còn những cái vị này thì không có thấy. Kể cả cái vị này có nói chuyện với vị chư thiên này thì các vị này bên cạnh cũng không nghe được, không biết được. Cho nên là khi nghe được tiếng đàn này thì vị này mới bỏ cái lối tu khổ hạnh, bắt đầu hàng ngày đi phát thực, có những cái món ngon này trong bát này, và vẫn cứ thọ dụng
Và đây là năm anh em ông này ông bỏ đi, ông quay lại ông nhăn nhó mà ông ấy coi cái vẻ là coi thường, tưởng rằng là vị này đã bỏ cái nối tu khổ hạnh, là bỏ tu đến nơi rồi, hay là bỏ hết đi nơi khác. Đây là xem phim này. Thank you.
ngài ngồi xuống và tư duy về những thức ăn hỗn tạp trong bát hoặc khó mà dùng được. Ẩn sĩ Tất Đạt Đa nghĩ rằng tu khổ hạnh ép sát sẽ dẫn
Ngài nín thở cho đến khi hơi thở dồn ép ở hai lỗ tai và Ngài cảm thấy đau đầu, đau bụng và sự thiêu đốt xuất ra từ trong thân. Mặc dù vậy, Ngài vẫn không hề bỏ cuộc. Một lần nữa, Ngài nhận biết rằng đây không phải là con đường dẫn đến đạo, thế nên Ngài chuyển sang một phương thức khác. Cách thứ ba, Ngài tuyệt thực cho đến khi thân thở gầy mòn, màu da đen sạm, đường vân nổi ra ngoài. Ngài cảm thấy mệt mỏi và đau đớn vô cùng khi Ngài chạm vào thân, những cọng lông ứa máu rơi xuống. Nếu mà khi lúc nào mình mà gặp cái nỗi khổ, đấy là quả của một cái nghiệp gì? Nó phải là quả của một cái nghiệp bất thiện. Nếu mà Thái tử Tất Đạt Đa này chắc là phải có một cái nghiệp bất thiện gì đó trong quá khứ, cho nên bây giờ mới trải qua 6 năm chịu nỗi khổ này. Và đây là cái nỗi khổ, đây là cái nghiệp mà Ngài đã làm trong quá khứ này. Đó là quả báo của một cái nghiệp bất thiện từ kiếp quá khứ. Khi đó thì có một cái vị Bà La Môn Chotibana. Vị Bà La Môn Chotibana này thì lúc đấy có một cái người bạn thượng gốm,
Và lúc đấy Đức Phật Kassapa, Đức Phật quá khứ Ca Diếp ra đời, thì lúc đấy tiền thân của Đức Phật Thích Ca là một cái vị thanh niên Bà La Môn. Vì sinh ra trong dòng tộc Bà La Môn cho nên cái vị này rất là ngã mạn. Và người ta có người bạn rủ là ngày bạn chúng ta hãy đến đảnh lễ Đức Phật. Đức Phật có một vị Phật Chánh Đẳng Giác mới ra đời. Thế với cái vị thanh niên Bà La Môn Sotibana thì mới nói là ta việc gì phải đi đảnh lễ những cái vị Sa Môn chọc đầu. Người ta này cái thuộc dòng dõi Bà La Môn cao quý, đâu có phải đi đảnh lễ các vị Sa Môn chọc đầu làm chi. Thế là cái người bạn nói lần thứ hai, vị này cũng nói lại cái câu đấy. Nói đến lần thứ ba, vị này cũng nói lại cái câu đấy. Nên cái người bạn này mới